Hôm nay mình chia sẻ có một cuốn con nhà hàng xóm dễ thương lắm các bạn ơi. Nó khôn dễ sợ luôn. Đóng cổng rồi nha ha, là nó đi, dụ nó đi ra ngoài cổng là nó không ra. Nó đi tới nửa đường là nó quay trở lại, nhất định là nó không ra. Còn khi mình về nó mừng dữ lắm. Bây giờ nó muốn vô nhà. Mấy hôm nó chạy quanh quanh trong nhà ha, nó chạy dơ quá. Cái bữa nay dạy nó la nó, thì bữa nay nó về nó chơi ở ngoài phía hành lang thôi, nó không có bước vô nhà. Chó này nó khôn dữ lắm luôn á. Hey em ơi, Lu, Lu ơi, có vô nhà chơi không? À, có những lúc á nó muốn vô nhà chơi mà không cho nó, nó bắt đầu nó đưa cái đầu nó vô trước, phân nửa người ấy, nó nằm trên dốc gì đó các bạn. Lu ơi, Lu ơi, Lu làm gì đó Lu? Ở nhà hay chơi với thằng nhỏ về mà nó quấn nó cào nó. Ồ, bữa nay biết sủa rồi ta, bữa nay biết nói rồi. Em này em còn nhỏ mà em dạng lắm, hàng xóm là em qua em chơi là em dạng dữ lắm, dễ thương không? Lu ơi, Lu, không biết nhà đặt tên gì mà mình đặt nó tên Lu, mình kêu nó cũng nghe luôn. Lu ơi, có vô nhà chơi không hả? Không có vô nhà, bước chân vô dơ. Ở ngoài, ở ngoài. Giỏi, giỏi là thương. Ở ngoài. Đúng rồi, ngồi ở ngoài chơi hen. Không có vô nhà dơ nha. Mấy hôm bò vô nhà, chạy vòng vòng trong nhà vậy đó. Rồi bữa nay dạy là không cho vô nhà là cũng biết khôn. Bữa nào về nó mừng quá trời. Nó ở hàng xóm hay giống như ở nhà mình vậy. Nó về nó mừng lắm. Bữa nào chủ nó bỏ ở ngoài, bỏ quên hay gì đó là chạy qua đây là xin ăn, ngồi chổng cái mỏ lên là xin xương hoặc là thấy vậy cho đồ ăn. Khôn lắm. Bữa nay dạy ngồi ở ngoài là ngồi ở ngoài, không có vô nhà nữa. Thế thì làm gì đó, làm gì chóc cái mỏ lên đó, nằm đó chơi thôi nha, không có bước vô nhà nghe không. Khôn lắm, nói nó là nó nằm ở ngoài, nó không vô nữa. Đúng rồi, nằm đó thôi, không có bước vô. Bước vô quá đòn liền ha, bước chân vô rồi ha. Bước ra ngoài này. Bước ra ngoài này. Bước ra, không có bước vô. Bước vô vô nhà. Rồi, nằm người yêu rồi đó. Nghe lời nha, nghe lời, ngày mai cho ăn nữa. Nghe chưa? À, nói chứ ở nhà có con chó các bạn. Nó nhỏ này dễ thương lắm, con chó nó khôn lắm. Nhưng mà có điều cái sợ là bột chét này, lông lá đồ nhà có trẻ con đó, nó bị ảnh hưởng thôi. Nhưng mà nó dễ thương, con này nó khôn. Có hôm đó, bỏ quên ở nhà, chủ đó, bỏ quên ở ngoài hay sao đó. Mà anh đói anh về anh chạy quá trời cho đồ ăn á, anh mừng hết biết. Ok. Mình thích nuôi con bút đồ các bạn. Con bút đồ một loại chó rất là quý hiếm mà con chó đó 7-8 triệu đồng đó. Mà con chó nuôi còn hơn như em bé vậy. Phải đi chích ngừa, phải chăm sóc lông và tùm lum hết chứ. Còn con này thì gọi là chó làng. Thôi ở ngoài không có vô nữa. Không có vô nữa. Ok thôi, kết thúc video ở đây các bạn ơi. Mình show con chó này do nó khôn quá cho nên mình quay lại chút xíu cho các bạn xem. Dễ thương quá. Rồi tạm biệt các bạn. Chúc mọi người cuối tuần thật là vui vẻ nha.